Chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình ra ao mình bắt đầu chài kiếm vài con cá mà không biết mình bắt được cá gì đây. Đó. Đặng bữa nay là anh hai với anh Tư còn ở lại một bữa nay, mình đặng mình làm món gì đặng mình ăn rồi mình chia tay cả nhà ơi. Rồi bắt đầu mình đi chú sang rồi. Rồi. Anh em mình đi kiếm cá rồi. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Làm ra vườn nè, mình bắt kiếm cá gì đó, chút mình vô làm món ăn. Ăn cơm với Dượng Hai với chú Khanh. Chưa có khoảng 2-3 giờ rồi chú lên xe về lại Long An. Chữ Y nữa hả? Y có chài không? Giờ để cho chú Tư chài cái chài đầu tiên nha. Này hình như cái sạc nó gì ngấp dữ. Sạc trắng bự. Nhỏ thì xương mềm. Nhỏ nhai xương. Nhai xương luôn. Ủa Dương Út cũng văn lứ đâu rồi? Dạ, mua bên này. Cái dép ra đi. Để chài cá mà bắt được con ếch bự à. Muốn chài sao không chài dài ha, chài chứ chọn đi, chọn đi. Chứ o. Ờ, được rồi. Quá nghệ thật luôn rồi chú Tư ơi. Rồi, cũng nghe mà. Hôm đó coi clip bằng Vũ nó nói cha chài chờ chữ L không. Cái gì nó giữ rồi đó cho chú Tư. Gì đó xuống. Ồ có cái sạc nhiều chơi, cái sạc nhiều chơi. Cái sạc trắng nhiều lắm. Ồ cái này chút muối xả chiên là hết sạch rồi. Đó, cái sạc này nó mới ngon. Hai chục con cho lên. Ôi trời ơi, chài một đủ luôn. Con chài một đủ à. Dữ lắm luôn, Dượng Út ơi. Cái sạc ngon ngon không à? Đi có cái gì nữa. Để mình bán. Cái chai bự nó ra cái nước nước dầu nó bắn. Đây, cá sạc trắng. Nhiều mà cha. Nhiều. Ồ, chục chài là nấu canh chua chiên cũng dư nữa. Bữa nay có dân lưới được rồi Dương không? Nhiều lắm. Dân đi, dân ướt mình. Lỡ ướt rồi cho ướt luôn đi. Con nào nhỏ quá bỏ lại. Ăn lựa bự ăn. Đây sạch trắng. Cái bụi con súng mình nãy thấy nó có lên không cha? Cho làm như chết cái gì. Cá nó ăn củ hủ, thối củ hủ chết nữa. Cá nấu lẩu cái gì vậy? Cá này ăn quá nhỏ. Cá này phải ký 2 ăn ngon. Trời ơi, muốn mấy ký. Thôi, bự quá ăn chứ quá rồi. Nhỏ quá cũng chất quốc mà bự quá cũng chất quốc hả? Ba tôi nuôi cá 8 kg. Dạ. Những con loại. Sang tắm sớm. Sang tắm luôn. Cái này khỏi, cái này bắt cái này không cũng được rồi. Chỗ mình đứng chài hả? Lâu rồi Dượng Tư bắt lại cái chài thấy cũng nhuyễn quá Dượng Tư. Cho chú Tư. Thôi lượm nhẹ nhàng đó, có chà không ta? Lượm đi. Chết một trận. Không phải trời không có mình. Quăng mặn nó xả lên bờ. Ờ, mặn xả lên bờ. Đây nãy thấy cái phi nổ quá trời. Đi chà nè ha. Đây không à. Ủa, cái gì? Ở đâu ông cái tỷ? Cái dồ nữa. Ô trời này không có cá sặc rồi. Nó ngoài. Ngoài ngoài. Ngoài. Kỳ hết á. Cá đó cá câu không á. Chẳng phiếu mà Dương không? Sao mà nó chậm quá quá ta? Cái này phải cho ăn mít la gai nó mới lớn. Cho ăn bưởi không bởi vậy đâu. Ăn bưởi không lớn không nổi mít nữa. Còn cá giò ông anh ruột nhà ông nuôi. Hốc chuối đó hốc chuối cải nó đi chứ mình bắt cái sạc. Cái giò hả? Không biết cái gì rồi mất rồi. Còn á dễ gì ra được, nó vô túi rồi. Vô túi rồi nó nằm như ngu rồi. Mấy cá hồ không? Cá hồ là xô mày luôn á. Cá hô là cái gì? Cá hô cái đầu nó banh chung.
lấy nó chài mình một. Rồi, còn. Đó, con nó còn nè. Con chừng tay đó Dương Út ơi, cá cha. Im cá cha rồi. Cá sấu, cá cha. Rồi, hai ba con luôn. Chết em ba con. Ba con luôn. Chào cả nhà, bữa nay anh Sách Ca mình nấu cháo đậu đắng. Sáng giờ bác ba cũng lên tới tiếp phụ nấu nồi cháo. Bác Sáu Tùng thì sớm lên với bác ba cũng có sách hai con vịt chờ đem lên, chút nữa mình xào móp. Giờ mình đang khè nó cho nó vàng, nó quéo cái lông lại. Dịch trời đó nha ơi. Bây giờ mình mà nhổ lông xong rồi, bây giờ mình đem xuống mình thui cái mình chạy xả nó cho. Này chắc 700 gram của hông mình. Thấy cũng bự bự đó. Ú quá, ú quá. Rồi cái dao trên bờ luôn rồi. Mình thui cho nó thơm, nó cháy lông rồi chứ nó vàng cái da săn lắm. Mình chà xả nó sạch sẽ mà. Cái con kia đâu, con kia trong chưa? Cũng gần rồi anh. Ký lô 2 giá ba con. Thì số cá sớm mình chài ở ngoài vườn nè. Giờ để Dương Út thái con cá cha ra đang chút xíu mình nấu cháo rau đắng. Thì còn hai con vịt chờ đó mình sẽ xào với mấy chế mắm hương á. Thì bữa nay cũng có cha vợ cũng mình lên để phụ làm tiếp, rồi chút xíu nữa cũng làm vài ly với chú Tư với Dương Hai. Mà Dương Hai bữa nay chắc không uống được ly nào quá. Tại bữa nay nay bị nếu mà có nay ăn chấp nhận ăn cho đau bụng. Sao là chịu đau bụng đi anh à, đau bụng. À. Tại bữa nay Dương Hai là cầm qua lăng rồi chứ không cầm ly nữa. Không cầm qua lăng rồi. Hồi hổm nó cầm bằng lái hết 60 ngày rồi, sợ nó rồi. Này đã bắt hai cái cá bắt ba. Cá nấu cháo nè, thái rồi. Gãy được không? Không được rồi. Không ai cũng tập làm cái đựng chứ không? Ý là làm gãy không được, nhưng mà làm mọi nhỏ thì được. Làm được thì làm sao được. Ta nói cho mình biết ăn là phải làm cho biết chứ. Làm gãy không được hoài. Tôi có một bạn có rồi. Con nhỏ lắm không ai lỡ đụng tay với gì hết. Con làm biết quá, biết nữa thôi. Này mình sấy không cần nó chín quá phải không? Không khỏi cần chín. Cho nó săn cá nó thơm. Thơm cá thì để qua bên cái nồi kia. Rồi cái nêm nếm lợi, hành đồ kia để vô. Có gì đâu, vậy là xong. Bây giờ để ba chục cá vô nè cháu. Chắc ngọt dữ. Cá mình hơi nhiều. Giờ đấy là bà xã mình con xin chào cả nhà. Làm cái món vịt mình xào móp. Vịt chờ. Sớm giờ đi chợ mới về mình mua núm đồ kia mình để vô cháo thêm cho nó ngon. Cái dừa không? Dừa trộn với nước dừa vô đó. Dạ, dừa mình nguyên hoàng ngoài đó luôn đó chứ. Lấy cái dừa đi. Để đó nó lâu lâu ăn mới được thôi chứ nhét đó. Ủa, cái giá bự này cháo rồi đó. Giờ tỏi mình vàng à, giờ mình ti vịt cho nó thơm. Vịt này hết có ngon ha.
thịt đó ăn. Mình xào cho xăng đi chút đi, mình hỏi như vậy nha. Vịt nó mới ngon. Chút chừng nào bông này nó mới ra là cái trái nằm đây. Sớm giờ cha với dẫn chú Tư với anh Trúc với bác Sáu xuống coi cái vườn xương rồng của em út của mình nè. Rồi chút xíu nữa mình hái rau đắng. Lạ. Đó, đủ thứ loại hết trơn á, chứ đâu phải một cái đâu. Ép con này là cái giống của nó hả? Không, cái giống của nó đó. Ngành đột biến luôn. Đó đây, thấy củ này đỏ không? Đỏ đẹp không? Cái trái này nè là mình ăn được, trái đúng rồi đẹp. Cái trái này tôi ăn hoài, ở bên bản không có, nó ngọt như thanh long vậy đó. Kêu bằng gì? Bằng cây voi à, rồi bằng cây tượng, bằng cây thỏ nữa. Kêu bằng đá không? Cái cây này là khu vực này em của mình làm để cái chỗ khi khách lỡ mua đó cũng có đây, chỗ để chụp hình nữa. Rồi chụp hình đây, đá này. Vậy ngắt mớ móc lên lại. Thứ non này mới là ngon à. Mà con nghe nói mình ăn mình nhổ cái gốc nó ăn cũng được nữa cha, rửa sạch ăn luôn cái rễ nó ngon nữa. Đúng rồi. Tại vì cái này nó cũng dày dữ lắm mà mình chiết nó. Rau đắng này ăn với cháo cá lóc ha. Trời ơi, thượng sách đó. Thì rau đắng này nó lên là lý do là hôm rồi á mình xả dụ á, nước nó ngập lên nó hết á. Cho nên là khi nước giật xuống là rau đắng nó mới có lên như vậy. Giờ nó dày như cái bàn tay luôn chứ không phải mà ấy đâu. Đó. Ngon không? Này là tự nhiên luôn chứ mình không có trồng, không có dưỡng, không có xịt gì chứ. Còn trong đây á. Trong cái này mình mong trong này. Dạ, quá trời. Lên dữ luôn. Đằng kia kìa chú Sen, đằng kia cũng bành bành không kìa. Bành bành đi mình hái đi. Đừng tiếc. Kìa sau lưng chú Sang nữa kìa. Vậy dữ đó mà lắm khoái luôn. Cái này nè. Cái già vậy ăn nó thơm. Nó thơm. Chứ tại đó già cái nhổ nguyên bụi vậy nè. Nè, ba cái non xèo nè. Ngon nè. Ừ, vậy đó chứ anh ăn rồi sạch rồi, rửa sạch ăn dễ luôn. Ừ. Rồi mình ruộng này về cái mình lặt lại chơi. Ừ. Đó, vậy đi. Rồi. Cái này phải ngắt hai lợn nha, để ngồi chút nữa cái nó vô cần cổ cái nó để đâu mình cũng về hái xong rồi về để mình lặt xong rồi mình đem mới đem ngâm nước mình rửa. Thì nó cái loại non á thì nó không có cái bông này. Nhà thấy cái bông nó không? Nhưng mà cái bông nó lại ngon. Mà mình á thì mình với cha thích ăn mà cái già già nó có bông gì? Nó thơm, rất là thơm. Còn non á thì nó ít đắng mà nó không thơm bằng. Còn già thì nó đắng dữ lắm ạ. Mà nó có bông mà nó thơm. Dạ. Thôi thiệt với anh Xui đó, không mua không bán đó anh Xui ơi. Cái đắng này nè anh ơi. Ông chú sao không nói, có cái đắng mà giấu. Phải giấu được chứ. Chút đi, hồi luôn. Cái này làm hai cái lẩu cho được ạ. Để mất được cái cô nước này. Thì hôm qua mình mua chuột hơi nhiều đó. Rồi chú Hai kêu mình chừa lại. Sáng bữa nay mình làm thêm chuột xào rau găm. Dịch mình là làm được cái xào sớm cũng chín. Dành để mất vô. Thấy vậy chứ hồi nó sẹp lép à. Thôi sót con trái đi. Bây giờ để ba vợ của mình uống qua cháo lên lồng ngỗng. Dòm dòm cho coi trong đó còn đi không? Thập phức không? Thập phức. Đưa rau đắng vô cái nữa thì thôi luôn. Này hơi... Cái gì là bốn luôn hả? Chắc là đặc. Rồi.
Được không? Rồi chuột sợi găm mình chín rồi. Mình để rau găm vô, mình trộn xong cái mình nhắc xuống. Tối, đứa dĩa cho mẹ không? Cháo câu đắng nè. Dịch xào mớp cũng chín rồi, để bà xã mình múc ra. Anh hai yên tư, sao nó gì không? Nó cháo rẻ thôi. Thịt này nó dai đúng không? Nó kêu thẳng, thẳng kêu anh ăn. Cái này mình gắt tiêu với hành lên cái nữa là rồi. Quá ngon luôn. Đưa bà đó ăn chai đây, đây có rồi nè. Quay chai này nghe không? Dạ. À, quá đẹp. Đâu rồi, có hai cặp. Cứ đậu đậu đãi cái món này đâu. Anh hai em cứ là lo lo nổi cái món này. Bên đây cũng có đứa cái dĩa cơm vậy. À bên ngon này lấy mấy món ăn mình nấu cũng chín rồi cả nhà. Giờ cũng dọn lên. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì cũng đặng mình bữa nay bắt cá cha lên mình nấu cháo gâu đắng rồi thêm là vịt cò mình xào mớp, vịt chờ chơi xào mớp, còn chuột thì mình xào gâu răm. Thì đặng anh em tâm sự đặng trên chuyến đường anh hai với anh tư phải đi về đó. Thành ra bữa nay có thêm được là bạn già là anh Sáu đó, rồi với anh Xui. Mà anh Xui này anh Xui cũng cũ rồi nhưng mà bữa nay gặp lại mới bắt tay Xui ơi. Rồi à, vậy mời cả nhà, mời tất cả anh em cùng dùng. Thôi mời. Có anh hai anh Tư lên là phải mới. Nổi hoài. Dạ cũng mời bác ba, mời cả nhà đi. Chú Tư với Dùng Hai dùng tự nhiên. Anh chút với anh với chú dùng cái đi nữa. Cả nhà nha. 1 2 3 vô. Cổng dạ này nè, cố sang nè, chứ qua chứ. Rồi vậy đi anh ơi. Hôm nay mấy anh vô rồi anh ra. Rồi giờ rau đắng vô rồi. Để em lấy bìm dĩa gạo nữa. Thêm dĩa gạo để trứng rửa đó anh chút à. Sơn tụ đi. Mình thấy nó gạo đắng để nhiều vậy chứ nó múc vô là quéo rồi. Quéo chút xíu. Anh sẽ đắng hả? Không có. Cái rau có rễ đâu rồi? Rau rễ. Đây. Lộn xộn rồi, lộn xộn đây, có rễ đây. Mình không biết đường đâu mình kiếm nó. Thế nào cũng sao ơi. Thành sao muốn cần rễ có rễ. Lắm nha. Chuột gà xào rau găm thấy cái vị nó sao chú Tư? Dạ. Thịt nó săn hơn qua. Dạ. Tại hôm qua mình luộc mà nó sẽ mềm ha. Sáng ăn con sáng này con ơi còn mấy con vớt ra ăn cơm ăn. Cái con hả? Con qua chắc con sẽ được con. Con này nó lụm con này quá. Vô. Vô úp nó hộp cái con à. Lấy ống chịu kỳ lắm. Lâu lâu mà anh Xui thì có mà anh Tư với anh hai về thì anh phải hốt chứ. Hôm qua anh đi đánh trận là bữa nay anh phải về tiếp khách với tôi chứ. Vừa vô. Sao mà cháu thì em không? Không biết nào xỉnh đó. Bắt cái áo phải lo cho Dưỡng Tư rồi. Cho xin lỗi nha chú Tư. Sao cho chú Tư như hôm qua vậy đó. Ngay chăn cái gốc đó luôn đó. Hôm qua Dưỡng Úc cũng xỉnh cũng nằm ở ngoài đây luôn. Cha cũng xỉnh nằm gốc rồi. Chú Tư cũng nằm đó luôn. Quá vui. Qua tính ra có mình nên bắt ba là mạnh nhất, bắt ba là khỏe nhất. Dạ. Hút thuốc quá. Ra đây hút thuốc rồi. Ăn đi ra mình có ăn nói đó. Có mình còn đắng này à. Hả? Ừ, cháo đắng nó ngon quá, ngon luôn.
Vậy lần quay chú Tư tưởng là có mình chú Tư xỉnh nằm à. Ờ mắc cỡ cái thấy bà luôn. Sáng ra được 3 người. 3 người cũng nằm nhát. Ông Tư ơi, hôm qua là tôi đưa, tôi chịu đưa ta hai tay đầu hàng, tôi nằm trước mà. Đâu đắng gì mấy đâu ha. Không có đắng. Đó. Tại vì nó non quá nó đâu có đắng nhiều. Vô chặn đầu mà. Giống như vậy đó. Ờ chăn cháo vô rồi không có đắng. Không để lên lâu nó không đắng. Mình để vô rồi mình cho nó héo héo là vừa phải không bác Sáu? Mà nó không có đắng không. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Bữa nay tụi người thương hả? Đi vô đó. Phải bữa nay anh cầm bà lăng chứ. Mình đang ở thì phải làm gì để gửi ra trường đi học. Anh cứ giữ anh tự nhiên đi. Còn mình Thư với Ngọc Lam á thì sáng mình đưa đi, trưa mình rước về cái có khoảng 1 giờ cái mình đưa đi học nữa. Chiều cái mình rước ba đứa về luôn, rước luôn đang vậy nè. Còn thêm cái nồi ốc. Số xuống dưới con. Này đâu có nhiêu độ nha. Không biết bắt lửa lên giùm anh Năm. Quá. Rồi ngon hả chú Sa? Ngon, rồi đắng ngon. Rồi mấy rau đắng vô cái nó đắng đắng hơi cái nó ngọt ngọt. Cha cha quậy. Trời ơi. Sướng sướng. Giá đi. Bây giờ cái gì? Bắt lửa lên. Đó đi đó. Dịch trời ông ơi. Chờ. Để uống mới được cay được. Cháy rồi. Cháy rồi. Chào Dương Hai, cái món cháo này sao Dương Hai? Ngon. Dạ. Lợi hại nồi cháo. Nè nè chú nêm nồi cháo chú tụi nêm được con vợ bên nó hỏi chứ nghe hơi kỳ kỳ, tôi hỏi mày đổ nước luôn lấy giờ ba lần rồi không biết kỳ sao nữa, giờ lạc muối rồi bà đứa nào đấy thêm. Ngon. Sao dáng này khỏe chưa cháu Phụng? Hấp cháo khỏe chưa hay là còn cơm? Chắc chiều nay Dượng Hai với chú Tư cũng lên xe để về lại Long An. Nấu cái nồng cũ đi. Mình làm sớm sớm nữa mình tiễn mình bây giờ mình đem 1, 2, 3 mình vô coi anh xui. Anh sao nín thinh hoài vậy anh xui? 1, 2, 3 vô. Bữa nay để cho bác Sáu Tùng cặp chú Tư mới được. Đó, ừ. Nghe vô bể tới bến lên. Sôi gan, dữ hai nó sôi gan. Còn sát bên. Còn sát bên. Nay dịu là lớn. Tức à. Anh hai cái đồ đế này 1 lít luôn á. Chứ không chơi đâu. Lít là cứng lắm á, chú Tư. Dạ. Lít là cứng. Mà ông nhịn giờ là khó chịu người. Khó chịu đó, khó chịu đó. Không ăn mình bỏ đi thôi. Đã có chịu rồi. Bây giờ nè nói với anh Hai, cũng là anh cũng lái qua lan rồi. Ví dụ bây giờ anh bữa nay uống không được thì anh cứ dựa thoải mái đi. Thì góc làng quê chiết cho anh 1 lít rồi đặng nữa anh về trên trển. Anh ngồi anh nhớ lại góc làng quê. Không, anh chẳng có rượu gì là vội tém liền. Về tới chỗ là lụm liền ha chú Hai. Bước xuống xe là lụm mà. Anh ngâm cả mấy bình đó. Bình nhỏ này chút thôi chứ không mấy bình đó. Vậy là anh Hai cũng thắng bụi linh lăng phải không? Ở góc đồng này tặng cho luôn. Anh ngâm cái gì quên anh anh ngâm rượu rượu anh ngâm cái gì nào nó nhào không? Không quá tám mèo. Tám mèo cũng linh kỳ á. Ờ rượu giá rồi. Đó đây không có đâu. Dượng Úc ơi, Dượng Úc. Hôm qua giờ con để ý Dượng Úc với chú Tư hình như có giống giống á. Giống hầm gâu hả? Hơi giống giống. Hơi. Hơi thôi. Hơi thôi. Nước lửa gì gâu đó hả? Hơi. Nói đâu có cạo. Thôi nước khai tôi hứa tính gì vậy? Bẻ sừng làm ngé mà mấy đứa con thôi cho lớn tủ rồi cho làm để vậy cho cái gì nhuộm tóc rồi cạo đâu con nó thôi cho để vậy đi.
chốt tự nhiên hay hơn. Còn ba gốc đi đầu gốc sao dễ. Không mà tôi nói vậy mày với ông Tám Sang đến tuổi rồi ca là mình cũng nhận qua mình đến luôn ca anh cha mẹ ơi đến ca anh ca luôn ngậm tóc gì đâu mình để tự nhiên đi sao mình để đi trang vậy đó cúc nữa chơi gì cái rồi ngạt ngạt năm như sao không năm đầu tiên qua về em mặc cái quần cũng màu vàng vàng áo sơ mi cũng màu vàng vàng em vừa bước ra trong qua nó khóc quá trời qua đó thì qua vậy như ông thầy tu vậy cực khổ này kia đó tóc bằng tóc cứ về là trước khi về là mấy năm trước là trước khi về là phải còn cái chanh rau hớt tóc rồi nhuộm nữa ráo luôn mấy đứa con đó không giờ thì cháu lớn tuổi thôi để cho tự nhiên sao có 53 rồi qua năm nó nhỏ tôi 10 tuổi luôn ơi bởi vậy ráng cỡ chú ba được rồi ba là tôi cũng ước vậy đó mà không biết được gì hay không ba rồi làm chứ cái hàng tuổi anh đó nó thiệt bây giờ khó kiếm lắm anh ơi không cô cũng biết nữa đó nhưng năm mà mấy tuổi rồi nhiều người ra đi lắm đó ở chú ba vậy cái thằng Mít đó nó nói tôi hoài nó nói sao ông cái tuổi của ông mà tận hưởng mà tại sao ông không hưởng mới hưởng nhau nữa giờ tao biết hưởng nhau nữa giờ tao cứ tao đi tới đâu người ta quý mến tao tao cần khà khà hoài uống rượu thì phà phà đủ không biết sao thì hưởng sao nữa giờ cái đó là hưởng rồi đó tôi biết đủ mới hưởng sao nữa giờ tôi đi tới đâu tôi cần khà khà uống phà 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 sớm giờ nói chung là ba mình với Dương Út như chú Sang cha dùng tiếp đón chú Tư với Dương Hai chung bữa nay cũng rất là vui rồi Su à đi Su con chúc khỏe nhé gặp lại anh hai anh Tư xin lỗi anh Tư anh Hai anh Hai đây nè nói gì chứ tiếp xúc một hai ngày rồi bắt đầu về cái rồi bắt đầu mai mốt em mình cứ mà làm sao mình mỗi ngày cảm ứng thương nhau nó mến nhau á xuống vậy đó ok dạ mà có điều kiện thôi về máy bay hết nha thăm cha mẹ thì tôi vô lưu đây rồi ok nghe con mai con chào chú tôi dưỡng tin đi con còn mình cái gì không nghe vững giữ giữ vững niềm tin dạ cái nghe không về chứ đứng đó con dạ cảm ơn chú tôi rất nhiều tình cảm nó mến nhau á là mỗi người giờ mỗi giờ mình đưa chú lên xe chết luôn sang này chạy từ giờ chú Tư với Dưỡng Hai cũng lên xe cả nhà ơi hẹn chú Tư với Dưỡng Hai năm sau sẽ gặp lại thôi thôi giờ mình cũng xin phép chào cả nhà hẹn lại video sau nha chào cả nhà nha ơi chú Năm.